Chào nha, nhé, hôm nay sau gần 2 năm sử dụng, hôm nay tôi tháo ra vệ sinh và kiểm tra chất lượng của nó, cái độ bền của nó, xem cái ruột ga nó có ổn định không anh em nhé. Đây là sản phẩm Cora. Bây giờ tôi sẽ khui và kiểm tra ba cục men K10 Plus, K10S và K6S để cho anh em chúng ta xem sau gần 2 năm sử dụng, bây giờ tôi tháo ra xem nó như thế nào rồi nhá, nó còn đẹp không nhá. Đây là mấy cục tháo không? Đây là K10S nhé, K10S 2 kênh đánh xúc nhé. Một lát nữa thì tôi sẽ báo qua cái thông số của nó cho anh em biết luôn nhé. Bây giờ để chúng ta vệ sinh trước đã. Công bố thông số là sao? Đây là K6S. Bây giờ chúng ta tiến hành tháo vệ sinh nhá. Tháo nắp vệ sinh. Không có cái máy nó gốc. Sử dụng gần 2 năm rồi anh em nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tháo nó ra xem. Xem cái ruột của nó còn nguyên vẹn không, có bị hư hao gì không nhé. Chúng ta sẽ check cái độ bền của nó. Gần 2 năm rồi chưa bao giờ trục trặc cái gì hết nhé. Chưa? Coi xem vệ sinh đất đỏ như vậy. Ghê lắm. Nhìn nó bẩn ở đây nhiều. Để thảo nó bình thường mất tem sao đó. Tem nó quan trọng lắm. Còn cái ốc này
xà, bụi lắm. Đâu, bụi đất rất là nhiều. Nghe thấy không? Gần 2 năm tủ hóa và còn nguyên si, chẳng có con nào bị phù, bị nhô hết. Rất là đẹp, giờ chúng ta vệ sinh cho nó đi thôi. Thấy là để chế độ gió thôi nhá, không có để nóng, nóng là nó chạy với những chuyện đó. Cái hàng này là được thiết kế và sản xuất tại Việt Nam anh em nhé, công ty nằm tại Việt Nam luôn, nhưng mà các linh kiện bên trong là toàn những linh kiện chính hãng thôi, tất cả linh kiện chính hãng, độ bền rất là cao, trọng lượng 15 kg nhé, 15 kg một con. Đây lấy catalog ra. Rồi. Đây con này là con 4 kênh nè anh em. 2 năm nó mới nhỉ. Gần 2 năm. Con này công suất 8 ôm của nó là 950W nhân 4 kênh. Mỗi kênh là có 950W 8 ôm nha. Anh em xin lỗi nha. 8 ôm là 950W nhân 4. Và ở 4 ôm nó sẽ là 1600W nhân cho 4. Đây là con camera lớn nhé. Mỗi con này trọng lượng nó 15 kg. Bảo hành 2 năm chính hãng tại công ty. Và bảo trì 3 năm anh em nhé. Đây vệ sinh sơ lại chưa được sạch lắm, còn dơ lắm. Cái đất này mà chúng ta không vệ sinh đi á, để lâu là nguy hiểm lắm nhá, khi nó bị ẩm xuống á. Xuống là sẽ tốt. Tiếp theo bây giờ tháo ruột con K10S. Con này chuyên trị những dòng súc có tính, chuyên trị những dòng súc có công suất lớn. Gần 2 năm làm cũng rất là nhiều show rồi nhé. Các chương trình từ bé tới lớn, các chương trình lớn cũng đều xài với nó. Mà cái độ ổn định nó rất là cao, chưa có một lần nào trục trặc hết. Nói chung là chưa bể show nào. Đặc biệt là cái này không kén điện nha. Tôi sẽ hướng dẫn cho anh em các cái nút gạt ở phía sau, có một số anh em chưa có nắm rõ cái vấn đề đó, tôi sẽ hướng dẫn lại. Ba cục này là tôi đã mang đi show gần 2 năm rồi để thực tế, trải nghiệm thực tế cho anh em xem. Các anh em ở vùng này thì anh em đều biết hết rồi, một số anh em xa chưa có xài tới nó vẫn đang hoang mang. Tôi sẽ tháo ruột gan ra. Sau 2 năm sử dụng ở vùng đất đỏ Tây Nguyên,
bán dịch không bệnh đấy. Bán dịch không bệnh. Cái đốc kia đâu? Trời ơi. Đây. K10S. Ôi đất nhiều lắm anh em nhá. Cái này chúng ta phải vệ sinh gấp, không vệ sinh là tiêu ngay. Ok, chúng tôi làm việc. Bên kia chúng tôi làm việc thôi nhá. Vào nhà chúng tôi làm vệ sinh nhá. Đấy, anh em thấy đất nhiều lắm. Giờ cái này mà không vệ sinh thì một thời gian nó ẩm xuống thì các cái mạch này ra đi hết. Nói chung là của bền tại người anh em ạ. Những cái vùng đất đỏ là phải vệ sinh thường xuyên nhé. Đây đất bám mạch này. Cái này nó ẩm xuống một cái thì nó chặn hết cái mạch. Đấy, mạch ngon kìa. Ui đó, ui sao đó, ui rầy cho nó gì nè. Bùi đã thôi gì nữa. Anh em thấy gì ạ, xịt sơ thôi đã sạch rồi. Đây là lý do chính để làm cho cục men chúng ta nó gặp sự cố. Đất bụi này chúng ta không vệ sinh này. Là men rất dễ gặp sự cố. Có một số anh em xài men cả đời chả bao giờ vệ sinh tháo ra là đất đóng cục luôn, lấy búa đục con ra miếng đất luôn, xong bắt đầu nó cháy nó nổ. Thực tế ra đó không phải là lỗi do nhà sản xuất mà lỗi do chúng ta không vệ sinh nó anh em nhá. Rồi giờ xem cái thông số của con K10S này xem. Lâu quá gần 2 năm không để ý. Một số anh em khách hàng mua người ta ít hỏi thông số. Người ta xem ở trên trang của tôi người ta biết rồi. Đây, con này con K10S quay trước mặt chú em cái. Con này hai cây nhưng con này chuyên đánh súp lớn nha. Súp. Súp có công suất lớn nha. Con này ở chế độ 8 ohm của nó là 1500W. Mỗi kênh và chế độ 4 ohm là 2500W cho mỗi kênh anh em nhé. Và ở chế độ 8 ohm Bridger Mono Power là 3800W. Rồi vệ sinh nút con kia rồi, bắt đầu hướng dẫn cho anh em các nút chức năng phía sau luôn. Đây kia đất này không vệ sinh ra đi liền, đồ nào cho con. Đây lắm nó đăng với tém nha. Con này có tháo vệ sinh rồi. Nói chung là thường xuyên vài tháng là vệ sinh một lần. Đấy, con kia chiếu đó. Bên này. Con nào em không biết rồi. Cứ mỗi con nào với cái đất đỏ này là cứ vài tháng phải vệ sinh một lần. Không vệ sinh là nó sẽ trục trặc. Cho dù cái đồ nào cũng thế thôi. Cũng đẩy công suất tầm vài trăm triệu một cái, nếu mà đất đỏ cỡ này không vệ sinh thì nó còn chết nặng nữa. Mấy con này là chưa bao giờ gặp sự cố. Làm chương trình là suôn sẻ từ A đến Z. Ráng xem một chút xíu nha, vệ sinh nốt cái này tôi sẽ hướng dẫn mấy cái nút chức năng của nó phía sau. Luột con nào đấy đẹp tinh mơ, không có con nào bị phù hết, tụ tết rồi điện trợ nào các thứ không có con nào bị phù bị long lấy hết. Rất là tốt, tại vì linh kiện tất cả đều là linh kiện chính hãng.
xài chắc sạch. Con này sạch. Con này là K6S anh em nhé. Con này vừa đánh được súp và vừa đánh cả full luôn nhé. Con này đánh súp 5 tấc côn cam vô tinh. Còn con K10S kia là chuyên đánh những dòng súp khủng. Nó còn rất dài nên nó còn mới quanh. Kèo kết lên chi nhất. Quay sát cho anh em xem sơ cái tủ. Hai con khác nhau hoàn toàn. Đây là sau gần 2 năm sử dụng nhé. Bên này linh kiện nó khác, quay qua đây với em thôi. Anh em so sánh nhé, con này là con K10S, con kia là con K6S. Linh kiện nó khác nhau hoàn toàn nhé. Rồi, ok. Xong giờ cho em bữa em cầm quay phía sau luôn. Đây, trước tiên hướng dẫn anh em các nút chức năng ở phía sau của cục đậy công suất K10+ 4K nha anh em nhé. Anh em thấy là đây là cái đường input tín hiệu 1, rồi input 2, input 3, input 4. Nhưng mà khi anh em chúng ta sử dụng một cục này đánh cho 8 cái loa phun đơn chẳng hạn, thì mỗi bên anh em chúng ta đánh 4 cái, chúng ta xài hưởng stereo, thì chúng ta chỉ cần cắm một dây ở kênh số 1 này. Nghe thấy chưa? Và tiếp đến chúng ta bật cái nút Paranel này. Paranel này có nghĩa nó sẽ nối hai kênh tín hiệu này lại với nhau. Bình thường chúng ta sẽ phải lấy một cái sợi dây tín hiệu chúng ta truyền từ kênh số 1 này, chúng ta truyền qua kênh số 2. Nhưng đây nó lại có cái nút Paranel này. Chúng ta gạt tới Paranel là nó sẽ nối, tự động nối hai kênh này lại với nhau. Và tương ứng cái kênh số 3 cũng vậy. Số 3, chúng ta cắm một dây vào đường số 3, bật Paranel qua. Nó sẽ nối tín hiệu từ cái số 3 này xuống số 4. Là có nghĩa chúng ta cắm số 3 là cái số 4 này cũng có tín hiệu luôn, kênh số 4 ra loa có tín hiệu luôn. Còn anh em muốn xài từ kênh riêng biệt thì chúng ta gạt qua stereo, anh em thấy chữ stereo, gạt cái nút này, gạt qua stereo. Còn đây, cái nút này chính là cái độ nhạy đầu vào của tín hiệu anh em nhé. Chúng ta gạt 1.4 rồi 1 chấm hoặc là 0.775 volt, tùy cái độ nhạy này, tùy chúng ta sử dụng nhé. Chúng ta sử dụng làm sao cho nó hợp lý trên cái hệ thống âm thanh của chúng ta nhé. Đấy, bên này cũng thế, ví dụ cục này đánh súp thì thường thường chúng ta đánh mono thôi đúng không ạ. Cũng có anh em đánh ST nhưng mà chúng ta đa số đánh mono thôi, cắm một đường vào input một đây, cắm một vào đường vào in, gạt qua stereo rồi xong là chúng ta cắm một dây thôi, cả hai kênh hai cái loa đều có tín hiệu rồi anh em nhé. Đây, để quay sơ bên trong nhà đang bề bộn anh em nhé, hàng hóa tôi đang lôi được vệ sinh nó bề bộn, cái thùng của nó đây anh em nhé. Đấy, anh em có nhu cầu thì vui lòng liên hệ với tôi qua số điện thoại là 0946734646. Anh em thắc mắc mọi vấn đề về các dòng sản phẩm cục đẩy công suất của Cora thì tôi sẽ tư vấn nha. Ngoài những cái dòng này ra, ngoài các sản phẩm này ra thì còn rất là nhiều sản phẩm khác, giống như là K6 Plus, K5 Pro, K27, còn rất là nhiều model anh em nhé. Anh em vui lòng nhấn nút subscribe, đăng ký kênh channel của tôi để xem thêm những cái sản phẩm khác của Cora anh em nhé. Và đây là ba cái cục đại công suất nguồn xung, trọng lượng 15kg, được anh em chúng ta xài rất là nhiều, sử dụng rất là nhiều trong một cái thời gian mấy năm gần đây. Bây giờ chào anh em nhé, anh em nhớ nhấn nút đăng ký cái kênh của tôi nhé.